Theo thống kê của Bộ Y tế Phúc Lợi, năm 2018, số người mất vì bệnh ung thư toàn Lài Loan lên đến 48.784 người, chiếm 30% tổng số người tử vong năm 2018. Trong đó, bệnh ung thư phổi đã 9 năm liền đứng đầu về số người tử vong. Theo phân tích, bệnh ung thư phổi là do ung bú hoặc do độc biến gen. Số ca bệnh ung thư phổi do độc biến gen hiếm thấy, tỷ lệ xảy ra không đến 10%, nhưng thường do không dễ dàng phát hiện bệnh nên dẫn đến tình trạng là bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất. Theo ông Lý Cương Viễn, bác sĩ khoa lồng ngực nội của Bệnh viện Sông Hòa nói, những trường hợp độc biến hiếm thấy này thường có tỷ lệ không đến 10%, thậm chí chỉ có 1-2%. Nhưng vì trên thế giới có nhiều nhân chủng khác nhau, sẽ có tình trạng phân bố tỷ lệ mắc bệnh khác nhau với nhân chủng khác nhau. Thông thường, những người thường niên hút thuốc trên 50 tuổi, người có người thân trong vòng 3 đời đã từng mắc bệnh ung thư phổi, phụ nữ nội trợ và đầu bếp thường xuyên tiếp xúc với khói dầu vân vân. Đây đều là những nhóm người có nguy cơ cao sẽ mắc bệnh ung thư phổi. Căn cứ vào kinh nghiệm lâm sàng phát hiện, người thường xuyên cảm thấy tức ngực, thậm chí hô hấp khó khăn, cân nặng giảm. Khi xuất hiện các triệu chứng này, thường đã là vào thời kỳ cuối của bệnh ung thư phổi. Theo bác sĩ Lý Cương Viễn, ung thư có thể di căn, đôi khi sẽ xuất hiện triệu chứng di căn như đau xương sọ, đau đầu, chóng mặt, vân vân. Nhưng đợi khi có triệu chứng thì lúc đó bệnh phổi đã vào thời kỳ thứ tư, có trên 60% là cuối thời kỳ thứ ba hoặc kỳ thứ tư cho nên bác sĩ cũng có lời khuyên cho người dân phải khám sức khỏe định kỳ mới có thể dễ dàng hơn trong việc phát hiện bệnh ung thư phổi thông qua sàng lọc gen để được điều trị chuẩn xác để có thể nâng cao hiệu quả điều trị giảm thiểu sự đau khổ trong quá trình chống lại bệnh ung thư